công tác mở rộng hợp tác. Xin được tiếp tục cập nhật về tình hình bão trên Biển Đông. Sau khi tràn qua miền Bắc của Philippines vào sáng 12 tháng 8, bão Uto đã gây mất điện trên diện rộng và làm ít nhất một người thiệt mạng, 45 ngư dân mất tích. Với sức gió là trên 200 km một giờ, bão Uto được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines từ đầu năm tới nay. Và đến chiều 12 tháng 8, bão Uto đã vượt qua đảo Luzon đi vào Biển Đông. Bão mạnh đã kéo theo mưa lớn và gây sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi các tỉnh phía bắc Philippines. Theo thống kê sơ bộ, bão Uto đã làm một người chết, trong khi 45 ngư dân mất tích do tàu chưa kịp cập bờ. Nhiều diện tích đất nông nghiệp cũng bị mưa bão tàn phá, nhiều tuyến đường giao thông bị đình trệ, gần 8.000 hành khách bị kẹt tại các bến tàu. Bão cũng khiến biển động mạnh với những cột sóng cao gần 3 mét. Tại thủ đô Manila, nhiều trường học cũng đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão. Đến chiều 12 tháng 8, bão đã vượt qua đảo Luzon và đi vào phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 của nước ta. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 15, cấp 16. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Để hiểu rõ hơn về diễn biến của cơn bão này, phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Xin ông cho biết diễn biến mới nhất của cơn bão số 7, cơn bão Uto. Vâng, cơn bão Uto thì đến 13 giờ chiều nay thì đã chính thức đi vào Biển Đông và chúng ta sẽ phát cái cơn bão số 7. Cơn vị trí lúc 13 giờ là ở 17,4 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất thì sau khi qua đảo Luzon nó có suy yếu một chút, bây giờ còn là cấp 12, 13, giật 14, 15. Thì vào ngày kia thì mới đi đến cái bán đảo Lôi Châu và sau đấy thì sẽ khả năng sẽ đi vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Nhưng cái trung tâm của bão là rất sát với phần bắc của vịnh Bắc Bộ. Vì vậy mà cái thời tiết gây ra thì đầu tiên là nói trên biển, tức là vùng biển của phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có cái gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão là cấp 12, 13 và có khả năng là sẽ có cái sóng lớn, sóng to và biển động dữ dội ở khu vực này. Cơn bão Uto thì có đặc điểm gì đáng lưu ý và có điều gì bất thường không thưa ông? Cái cơn bão Uto là một cơn bão, trước hết là một cơn bão siêu bão, tức là nó cấp 14, 15 khi mà trước khi đổ bộ vào đảo Luzon. Vào đến Biển Đông ấy thì nó cũng vẫn còn là một cơn bão cấp 13, 14. Đây là một cơn bão rất là mạnh. Vậy với cường độ và mức độ ảnh hưởng như vậy thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân? Theo chúng tôi thì cái việc đầu tiên ấy là đối với bà con mà đang đánh bắt xa bờ ở cái vùng bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thì phải lưu ý, phải tìm biện pháp tránh trú ở quần đảo Hoàng Sa. Hoặc là đi về phía nam, cái vị tuyến thứ 15, 16 thì chúng ta sẽ tránh được cái cơn bão này vì cơn bão này nó đang đi lên phía Tây Bắc mà. Ngoài ra một cái việc nữa là cơn bão mà trong Biển Đông thì nó tạo ra một cái gió mùa Tây Nam tương đối mạnh cho toàn bộ các vùng biển giữa và Nam Biển Đông, vùng ven biển của các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ và thậm chí cả Vịnh Thái Lan nữa đều có cái khả năng có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7. Có thể giật lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 4 mét đều là đang là rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Việc tiếp tục chúng ta cần phải lo lắng ấy, đây chính là cái khi mà bão nó vào phía Quảng Tây, tâm bão vào Quảng Tây nhưng cái vùng ảnh hưởng ấy, thì nó bao trùm khắp cả các cái tỉnh Đông Bắc, tức là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng là những vùng đấy có thể có cái gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Quảng Ninh thì có thể có cái gió mạnh cấp 9, cấp 10. Và đặc biệt nữa là mưa lớn, lại một đợt mưa lớn kế tiếp nữa thì những cái lũ quét rồi là sạt lở đất là tiếp tục có khả năng sẽ lại xảy ra. Và một điểm nữa là hiện nay tất cả các sông suối ở Bắc Bộ đang ở cái mực nước rất cao.
thì cái đợt mưa này cũng sẽ kéo theo một cái đợt lũ nữa của cái, có lẽ là một cái đợt lũ để đón cái lũ của rằm tháng 7 năm nay, âm lịch năm nay. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông Tấn. Trước diễn biến phức tạp của bão Uto và áp thấp nhiệt đới hiện nay, các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang triển khai các biện pháp phòng chống. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đến nay các tỉnh, thành phố ven biển trong khu vực đã thông báo cho hơn 45.000 tàu thuyền với trên 187.100 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí tầm ảnh hưởng của bão Uto và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện tại, khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, còn 1.022 tàu với 9.500 lao động của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đang hoạt động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 97 tàu cá với 1.221 lao động của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Trước diễn biến phức tạp của bão Uto và áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã chủ động triển khai các công tác ứng phó với diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó tập trung kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc và hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh vùng ảnh hưởng của bão. Phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia đưa tin, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5. Theo đó, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành được nhiều phiếu nhất. Đứng thứ hai là Đảng Đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia. Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử công bố trực tiếp trên truyền hình quốc gia Campuchia, đã có hơn 6,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 5 hôm 28 tháng 7, đạt tỷ lệ hơn 68%. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia CPP dẫn đầu với 3,23 triệu phiếu ủng hộ và giành được số phiếu đa số tại 19 trên 24 tỉnh thành. Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia CNLP nhận được 2,94 triệu phiếu ủng hộ. Số phiếu còn lại thuộc về 6 đảng cùng tranh cử lần này. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử chưa công bố số ghế từng đảng giành được trong Quốc hội khóa mới. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Đảng Đối lập CNLP đã lên tiếng bác bỏ kết quả nói trên với lý do các cáo buộc vi phạm bầu cử vẫn chưa được giải quyết. Cho đến nay, CNLP vẫn tuyên bố nếu các khiếu nại về bầu cử không được giải quyết ổn thỏa, đảng này sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc để phản đối. Ủy ban Bầu cử Campuchia cho biết các đảng có 72 giờ để xem xét và gửi các khiếu nại về kết quả bầu cử. Mặc dù số ghế chính thức của mỗi đảng chưa được công bố, nhưng giới phân tích cho rằng kết quả trên đủ để CPP giành đa số quá bán trong quốc hội khóa mới và sẽ tiếp tục cầm quyền. Theo kế hoạch, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trước ngày 8 tháng 9. Ngày 11 tháng 8, nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận tiến hành hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu trên khắp Iraq trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Diễn biến này đã khiến dư luận tiếp tục lo ngại về nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông khi mà Al-Qaeda liên tiếp gia tăng hoạt động. Trên diễn đàn của mình, tổ chức khủng bố này thừa nhận tiến hành các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad, các tỉnh miền Nam và nhiều thành phố khác của Iraq đúng thời điểm người dân đang hưởng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan. Tổ chức này cho biết đó là hành động nhằm đáp trả những chiến dịch truy quét khủng bố quy mô lớn của lực lượng an ninh Iraq tiến hành thời gian vừa qua. Trước đó, Al-Qaeda cũng tuyên bố đứng sau hàng loạt vụ bạo loạn nhà tù để giải cứu tù nhân, cũng như các vụ đánh bom trong tháng lễ Ramadan tại Iraq. Sự gia tăng hoạt động của Al-Qaeda đã khiến người dân Iraq trải qua một tháng lễ Ramadan đẫm máu nhất trong vòng 7 năm qua, với hơn 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Mỹ, Anh và Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ tấn công liên hoàn ở Iraq. Washington còn treo giải 10 triệu đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ được Abu Baghdadi, thủ lĩnh nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant. Trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia Liên Hợp Quốc nhận định Al-Qaeda vẫn tiếp tục là mối đe dọa an ninh lớn của thế giới. Cũng chính do lo ngại Al-Qaeda tấn công mà hàng chục cơ quan ngoại giao của các nước phương Tây ở các nước Ả Rập đã phải đóng cửa trong cả tuần vừa qua. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tiếp tục đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Sana'a của Yemen do những quan ngại về an ninh. Trong quý 2 vừa qua, Nhật Bản đã đạt tăng trưởng kinh tế là 2,6%. Như vậy, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này đã tăng trưởng 3 quý liên tiếp, nhưng vẫn thấp hơn so với mức dự báo 3% mà các nhà phân tích mong đợi sau khi kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng 4,1% trong quý 1 năm nay. Theo số liệu Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 12 tháng 8, mức tăng GDP quý 2 không như dự báo có thể gây khó khăn cho kế hoạch tăng thuế tiêu thụ nhằm đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát mà chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe dự định thực hiện. Cụ thể, Tokyo dự định sẽ tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% vào từ tháng 4 năm 2014
và lên mức 10% vào tháng 10 năm 2015 và coi đây là một trong những trọng điểm để kiềm chế nợ công. Tôi tin rằng kinh tế Nhật Bản đang trên đà phục hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ nền kinh tế. Tôi muốn tập trung vào các chính sách thúc đẩy kinh tế phát triển được thực thi vào mùa thu năm nay. Đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng quý 2 là chi tiêu của người dân và xuất khẩu. Nhiều công ty Nhật Bản thu được nhiều lợi nhuận hơn khi đồng yên suy yếu so với các đồng tiền khác. Tuy vậy, trong quý 2, lĩnh vực đầu tư tư nhân giảm. Ngân hàng Nhật Bản cho biết, trong tháng 7, giá hàng hóa tăng 2,2% và là tháng 4 tăng liên tiếp kể từ đầu năm tới nay. Nguyên nhân chính là do giá điện tăng và đồng yên mất giá. Những số liệu này gây sức ép lớn tới các chính sách cải cách kinh tế của chính phủ Nhật Bản. Chúng ta chưa thể nói gì chắc chắn về các kết quả. Có thể những con số chưa đủ mạnh để chính phủ Nhật Bản thuyết phục người dân rằng nền kinh tế đã hồi phục và có thể đáp ứng được chính sách tăng thuế tiêu thụ. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy nền kinh tế cũng không quá yếu để buộc chính phủ phải hoãn thi hành chính sách này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho biết kế hoạch tăng thuế tiêu thụ là cần thiết. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sau khi công bố số liệu GDP điều chỉnh vào đầu tháng 9 tới. Còn tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế của nước này cũng đang bị suy giảm, trong khi vấn đề nợ của các chính quyền địa phương của nước này đang ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, thì chính phủ Trung Quốc đang lặng lẽ đưa ra các gói kích thích tài chính cho các tỉnh thành chủ chốt của nước này nhằm giúp duy trì tăng trưởng kinh tế địa phương. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc. Tuần trước, Ngân hàng Nông nghiệp, một trong bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với chính quyền thành phố Thượng Hải. Theo đó, ngân hàng này cho chính quyền Thượng Hải vay 250 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,5% GDP của Thượng Hải năm ngoái. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã xác nhận rằng họ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với chính quyền Thượng Hải, song không tiết lộ chi tiết cụ thể. Trong một văn bản nội bộ, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ việc xây dựng những dự án du lịch quốc tế và khu nghỉ dưỡng chủ chốt ở Thượng Hải, và ngân hàng này cũng sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng khu thương mại tự do Thượng Hải. Năm nay, các quan chức Trung Quốc đã liên tục khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không tiến hành bất kỳ chiến dịch kích thích kinh tế rộng rãi nào trên phạm vi toàn quốc như đã làm vào năm 2008. Tuy nhiên, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các nguồn tin từ chính phủ và giới ngân hàng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không loại trừ khả năng đưa ra các gói kích thích kinh tế phi chính thức để giúp các tỉnh thành như Thượng Hải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một khoản cho vay lớn như của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vừa dành cho chính quyền Thượng Hải được coi là điều hiếm thấy. Sự tăng trưởng liên tục của Thượng Hải là vấn đề chiến lược quan trọng đối với chính quyền Trung ương Trung Quốc để đảm bảo rằng nước này có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm nay. Các nguồn tin cho biết một số ngân hàng khác của Trung Quốc có thể sẽ nhanh chóng làm theo Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và hỗ trợ các khu vực như tỉnh Quảng Đông, nơi lĩnh vực xuất khẩu đã bị ảnh. Thứ ba là Đà Nẵng với 31 điểm. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.